Tập 1. Vương triều Đại Dinh trải qua chưa đến hai đời vua, mà trong thì có Hoàng Hà gây lũ, ngập lụt thường xuyên. Ngoài thì có thế lực thù địch như Hổ Đình Mồi, các tiết độ sứ chia các đất nước làm 13 châu, nắm giữ binh lực hùng mạnh, tự mình cai quản một phương. Triều đình dần dần mất đi quyền kiểm soát. Đối với các địa phương, kho bạc thiếu hụt, để giải quyết vấn đề tiền bạc, hoàng đế đã sai sứ giả đi ban chuyện, gả công chúa là con trai duy nhất của phú hộ giàu nhất Giang Nam là Cố Cửu Tư, hồng chiếm lấy gia sản kết xù của nhà họ Cố. Gió nam thổi, tuyết rơi đầy, người dân thành Dương Châu sốt ruột, lòng sốt ruột tựa như lửa đốt. Thuyền lớn không đi, thuyền nhỏ dừng, chim én không về, xuân lặng lẽ, than củi đắt như gạo vụ xuân. Một thước tuyết như một thước đao. Tin tốt đây. Tuyết lớn làm tắt đường, sương mù dày đặc giăng kín mấy con kênh. Đoàn ngựa của sứ giả Lương Dương bị kẹt lại ở bến đò Trương Phong, không đến đây được nữa rồi. Toàn bộ thuyền buôn, thuyền quan, xe ngựa, người đi đường đều bị kẹt lại hết rồi. Cảm ơn trời đất, Bồ Tát sống hiển linh rồi. Cửu Tư, hôm nay bọn mình lại trốn học thế này, huynh nghĩ thầy Chu có đến tận nhà bắt tội chúng ta không nhỉ? Mách thì mách thôi, vốn dĩ ta cũng có định trốn học đâu. Thôi đi ông ơi, trời rét thế này ai muốn ra ngoài làm gì? Ai bảo thầy Chu cứ phải nhắc đến Diệp với Chả Thế An cơ? Vừa nghe thấy tên của hắn là ta đã bực hết cả mình rồi. Lão già chết tiệt nhà ta suốt ngày đem hắn ra để dạy đời ta, bắt ta phải học hỏi hắn hết cái này tới cái nọ. Lỗ tai ta sắp đóng kén đến nơi rồi đây này. Ta cũng thế. Chắc cả cái thành Dương Châu này trừ hương thân phụ mẫu ra thì không có ai thích nổi hắn đâu nhỉ? Cũng không hẳn, nữ tử khắp thành Dương Châu đều thích hắn, đều muốn gả cho hắn mà. Ta Liễu Ngọc Như, con gái cả nhà buôn vải họ Liễu. Tiểu thư vẻ đẹp thật đấy, trông như thể hoa mơ đang mọc trên giấy thật vậy, còn kém xa bức tranh hoa mơ trong tuyết của Thế An ca ca. Ta vẽ phỏng theo suốt mấy năm nay mới chỉ giống được 5-6 phần. Tiểu thư sửa chấm tay đi này. Đã vào tuyết xuân phân rồi mà tuyết lớn vẫn rơi mãi không ngừng. Nói như vậy thì Diệp đại công tử không về được đúng không ạ? Tuyết trên cành mơ tan hết, gió xuân về trên ngọn liễu. Xuân đã sang, đợi tuyết ngừng rơi thì sẽ về được thôi. Ta đã đợi suốt 6 năm rồi, dăm bữa nửa tháng nữa cũng đâu là gì. Tiểu thư, không hay rồi tiểu thư. Người mau về xem thử đi, đại phu nhân ngã bệnh rồi. Đã đỡ hơn được cơ mà, sao lại ngã bệnh nữa vậy? Thuốc của đại phu nhân đã uống hết từ mấy hôm trước rồi, sao lại ngưng uống thuốc được? Uống hết thì mau đi mua đi. Tiền của đại phu nhân đã hết rồi ạ? Dạo này tuyết rơi liên miên,
Thuyền bè bị kẹt ở bến đò vì sương mù dày đặc, làm tiền thuốc tăng gấp mấy lần. Thế mà dì Nguyệt không chịu cho thêm xu nào cả. Đại phu nhân đành phải tự ứng trước bạc để mua thuốc. Nhưng giờ thì không mua nổi nữa rồi. Ấn Hồng, em lấy hết tiền của ta với cả trang sức trong phòng ra đây cho ta đi. Nhưng trong phòng tiểu thư có còn mấy đồng bạc nữa đâu. Trang sức cũng không có món gì đắt tiền. Bây giờ giá thuốc cao như vậy chắc không đủ đâu ạ. Vậy không đủ bạc thì lấy áo choàng lông cáo mà dì Nguyệt mượn đi trưng bày đem về cầm để lấy tiền dùng gấp đi. Nhưng đó là món đồ quan trọng nhất với tiểu thư mà. Tiểu thư, có chuyện này em không dám nói với người. Áo choàng lông cáo dì Nguyệt mượn để trưng bày trong tiệm mà người vừa nhắc đến đã bị dì Nguyệt bán rẻ để lấy tiền rồi. Bà ta bán cho ai? Nghe nói là bán cho Cố Củ Tư, đại công tử nhà họ Cố. Sao dì Nguyệt lại ngang ngược thế chứ? Có thế nào thì cũng không được cắt thuốc của mẹ ta. Ấn Hồng, em đi nghe ngóng thử xem cái tên Cố Củ Tư kia đang ở đâu đi. Chúng ta sẽ đi đòi lại áo choàng lông cáo. Vâng. Vào xem hàng đi. Lam Tiếu Phường, vừa qua đây, bán vừa qua đây. Mời. Cố công tử, vừa qua đẹp lắm đây. Cố công tử đến rồi. Cố công tử, lâu quá không gặp. Trả tiền đây. Cố công tử, Cố công tử, Cố công tử. Tiểu thư, em nghe ngóng được rồi. Hôm nay đại công tử nhà họ Cố ở Lan Tiếu Phường, em nghe có chính xác không? Chính xác ạ. Hôm nay tên Cố Củ Tư kia đến Lan Tiếu Phường tiêu tiền như nước, bao nguyên cả một diện bên trong. Tiểu thư, chúng ta phải đi gặp hắn thật sao? Nhưng chỗ đó không phải là chốn đàng hoàng gì, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ mất hết thanh danh đấy ạ. Bây giờ đã không còn cách nào khác nữa rồi. Chúng ta cải trang một chút, che mặt lại rồi đi. Kiểu gì thì cũng phải đòi được cái áo choàng lông cáo kia về. Lan Tiếu Phường. Công tử nhà ta muốn vào tìm một người, nhờ ngươi chăm chước được không? Tuy Lan Tiếu Phường bọn ta là chốn để mua vui tiêu khiển, nhưng không phải ai cũng bước qua được cánh cửa này đâu. Những chuyện khác tiểu nhân cũng không tiện nói nhiều. Xin lỗi. Nhìn lên, đừng xem nữa. Lại thắng rồi. Lại là huynh thắng. Chơi tiếp đi. Nào nào nào. Đây, uống rượu đi nào. Kẻ hồ lô đây. Tiểu thư, có người đi ra kìa. Dù qua đây, bán dù qua đây. Cố công tử, để tiểu nhân chuẩn bị xe ngựa cho ngài. Tiểu thư, hình như là hắn đó. Mau đi đi. Dân. Cho hỏi, có phải Cố công tử không ạ? À? Ngươi là ai? Chủ nhân nhà ta có chuyện muốn nói với công tử.
Thế chủ nhân nhà ngươi là ai? Ta gặp con bé người hầu này ở nhà họ Diệp mấy lần rồi. Nhà họ Diệp có công tử mới mua một chiếc áo choàng lông cáo trắng tinh đúng không? Đúng vậy. Đó là đồ của chủ nhân nhà ta, được bày trong tiệm quần áo, nhưng bị bán nhầm mà. Đồ của chủ nhân nhà ngươi. Dân, vốn không định bán món đó, nên là... Thế chủ nhân nhà ngươi đâu? Ở ngay kia thôi à? Tuyết thì dày, trời thì lạnh, sao chủ nhân của ngươi không vào gặp ta? Chủ nhân nhà ta không tiện đến những nơi thế này. Không tiện đến những nơi thế này á? Chắc cả cái thành Dương Châu này chỉ mình Diệp Thế An là chính nhân quân tử thôi ấy. Lại còn không tiện đến những nơi thế này cơ. Nói để biết, cha ta toàn lấy hắn ra để dạy đời ta thôi. Cũng chỉ được mỗi cái học dở thôi mà, có gì hay ho đâu. Lại còn cho nha hoàng ăn mặc như đàn ông nữa chứ. Sao nào, làm như nữ tử thì không dám gặp người lạ không bằng. Cố công tử, cố công tử, cố công tử. Có thôi đi không hả? Bán gì qua đây? Sao nào, nhìn bổn thiếu gia một cái sẽ làm bẩn mắt Diệp đại công tử đây à? Xin lỗi, ta không biết cô là nữ tử. Ta cứ tưởng cô là cái tên Cố công tử Giản Phúc. Một chút hiểu lầm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái áo choàng lông cáo đó rất quan trọng với ta. Rất mong công tử thương tình bán lại nó cho ta. Bây giờ ta chưa có tiền để trả, nhưng ta có thể viết giấy làm bằng. Nhưng cái áo choàng lông cáo đó là kiểu để nam nhân mặc, sao lại là của cô được? Đó là gì ta làm cho? Làm cho Diệp Thế An hả? Bảo sao nha hoàng nhà mấy người cứ chạy tới nhà họ Diệp suốt thôi. Cô thích Diệp Thế An đúng không? Ta... Cô ta thích Diệp Thế An à? Sao cơ? Cô ta thích Diệp Thế An á? Cô công tử đừng nói linh tinh. Sao lại nói linh tinh? Ta mà nói linh tinh thì sao cô phải cuốn lên như vậy? Cô công tử, ta tuy chỉ là con nhà buôn bán bình thường, nhưng vẫn là tiểu thư khuê các đàng hoàng đứng đắn. Cố công tử là con nhà phú quý cao sang, khác ta một trời một vực. Việc gì phải sỉ nhục ta như vậy? Ta có sỉ nhục cô đâu. Ta chỉ thật lòng muốn hỏi cô, tại sao lại thích Diệp Thế An thế thôi mà? Ngài tiểu thư khuê các cấp thành Dương Châu đều muốn gả cho Diệp Thế An. Ta không hiểu là cái tên Diệp Thế An đó hay họ ở chỗ nào. Cô cứ nói đi, không có mắt nhìn người cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Cố công tử, ngài không muốn trả áo choàng lông cáo cho ta đúng không? Nếu cô trả lời ta, đừng nói một cái, 10 cái ta cũng trả cho cô. Cố công tử, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Thôi được rồi, hôm qua ta đã đem áo choàng đó cho người khác mất rồi. Ngài nói gì cơ? Ta nói là cho người khác rồi. Cho ai? Sao ta biết được? Chỉ là một cái áo thôi mà. Cô mua lại cái khác đi. Cầm lấy đi. Tại sao ngài phải làm như vậy? Ta... Cố công tử, không phải ngài muốn biết Diệp đại công tử tốt hơn ngài ở điểm nào à? Ta nói cho ngài biết, huynh ấy là người quang minh lỗi lạc, nho nhã lễ độ. Còn nữa, so với loại người hèn hạ vô sĩ như ngài lại càng nổi bật hơn. Ơ hay, mắc mớ gì cô lại lấy Diệp Thế An ra để xúc phạm ta? Ta, cuối cùng ta cũng biết tại sao danh tiếng của ngài lại nát thế rồi. Ngài xuất thân phú quý lại ăn chơi trác táng, chẳng khác nào ôn thần. Ai dành gả con cho ngài? Chúng ta đi. Cô nói rõ ra xem nào. Ai là ôn thần hả? Thôi mà, thôi mà. Muốn chấp cô ta làm gì? Mọi người đang nhìn kìa. Thôi, thôi, thôi. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Về đi. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Giải tán đi, giải tán đi. Ta là ông thần. Ta cho cô ta tiền mà lại thành ông thần à? Ta... Thôi thôi, đừng bực nữa.
Ta biết cái nhà họ Liễu bán giải này rồi. Nghe nói nhà họ trọng vợ lẽ khinh vợ cả. Cô ta là con vợ cả thế thôi, chứ sống còn khổ hơn con gái vợ lẽ nhà khác nhiều. Huynh đấy, đừng chấp nhận với cô ta làm gì. Ta đã bảo mà, trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh, may áo choàng lông cáo còn tặng cho người khác. Huynh đem cái áo choàng lông cáo đấy cho một tên nhóc ăn mày rồi còn gì. Ngọc Nam, cảm ơn. Cất cho kỹ nhé. Giang Sương, để tìm một bộ đồ khác, để đổi áo choàng lông cáo về đi. Đổi gì làm gì? Trả cho cô ta chứ làm gì? Cô ta thích Diệp Thế An, còn khinh thường huynh. Bảo huynh nhận giúp cô ta à? Ta thèm nhờ chấp nhận với cô ta. Để cũng nói rồi đấy, cô ta sống cũng đâu dễ dàng gì. Ừ. Tiểu thư, mất áo choàng rồi thì thuốc của phu nhân phải tính sao đây ạ? À? Đành phải mượn vận muội muội một ít thôi. Bây giờ chỉ có mùi ấy mới giúp được ta. Nhà họ Liễu. Mẹ, uống thuốc đi ạ. Ngọc Thư, tháng sau có tiệc trà mừng thọ dịp lão phu nhân, hay là con đừng đi nữa. Tô Uyển, vợ cả nhà buôn vải họ Liễu. Ngọc Như à, mẹ mong con được gả vào nhà đàng hoàng, có một tương lai tốt đẹp. Những năm qua con đã làm rất nhiều việc cho Diệp đại công tử, cả tấm lòng đều dành hết cho nó. Mẹ biết hết cả mà. Nhưng con xem khắp cái thành Dương Châu, có biết bao nhiêu tiểu thư khuê các, danh gia vọng tộc, ai mà chẳng muốn gả cho Diệp đại công tử chứ. Giả lại, chắc Diệp lão phu nhân cũng đã nhắm được mấy người cho vị trí cháu dâu này lâu rồi. Con đi cũng chẳng được gì đâu. Mẹ sợ con hụt hẫng rồi lại buồn. Mẹ à, mẹ cứ để con đi đi. Dù sao cũng chỉ còn lần này nữa thôi. Mười ngày sau, Liễu Ngọc Chiếu, Liễu Ngọc Ánh, con vợ lẽ nhà buôn vải họ Liễu, Trương Nguyệt Nhi, vợ lẽ nhà buôn vải họ Liễu. Gì? Ngọc Như à, thôi hôm nay con đừng đến tiệc trà của nhà họ Diệp nữa. Thị Bác Ti bắt cha con đi kiểm tra sổ sách, để mỗi đệ đệ của con ở nhà. Con mà ra ngoài, ta sợ nhà cửa không có ai trông. Sao bảo có việc ra ngoài cơ mà, sao còn rề rà ở đây làm gì đấy? Cha, lão gia. Đại tiểu thư là con gái lớn của vợ cả, thân phận đặc thù, lại rất hiểu chuyện. Ông ăn thử đi. Ta thấy để con bé trong nhà là ta yên tâm nhất. Nhưng thưa cha, nhà họ Diệp có gửi thiệp mời con đi mà. Nghe lời Diệp Nguyệt đi con. Uống trà xong rồi về cho sớm sổ. Dân ạ. À đúng rồi, Quý Hương, lấy cho ta cây châm mạ vàng mới làm ra đây. Dân, hôm nay là phải cài lên đầu nhiều thứ đắt tiền. Chúng ta phải đi gặp người nhà quyền quý cơ mà, đừng để người ta coi thường. Nhi, nhà họ Diệp xuất thân danh gia vọng tộc, cực nhiều phép tắc. Dì với hai muội muội chưa đến mấy nhà quyền quý bao giờ. Hôm nay nhà họ Diệp đông người, nếu có gì thất lễ khiến người ta chê cười, há chẳng phải sẽ làm cha mất mặt hay sao?
Ngọc Như là con gái lớn của vợ cả, về lý là phải san sẻ lo lắng với cha mới đúng. Con cũng thường hay qua lại với nhà họ Diệp. Mẹ của con cũng xuất thân vọng tộc, đã dạy bảo con cách cư xử phép tắc từ nhỏ. Hôm nay con sẽ đi cùng, ngồi cạnh nhắc nhở mọi người. Có gì Ngọc Như sẽ chịu trách nhiệm. Ngọc Như nghĩ rất đúng, con phải đi theo đấy nhé. Dân à, thì đức cao vọng trọng, chúc lão phu nhân sống lâu trăm tuổi, thêm phúc thêm thọ, trẻ mãi không già, sánh cùng nhật nguyệt. Sinh thần bình thường thôi mà, có phải tiệc mừng thọ linh đình gì đâu. Hôm nay mọi người ngồi lại với nhau thì cứ tự nhiên như ở nhà, uống trà, trò chuyện cho vui vẻ, đừng khách sáo làm gì. Cảm ơn lão phu nhân. Ngồi đi. Con gái vợ cả của Thông Phán Dương Châu là Lưu Tư Vũ, tặng một bức tranh lụa Tô Châu được dệt ở trước Vân Phường. Cháu gái lớn của nhà nho Lý Tú Vân ở Giang Nam là Lý Nhạn Huyên. Tặng một cuốn Lục Tổ Đàn Kinh được thờ ở chùa Đại Minh. Công nhận ngon thật. Kìa kìa, tiệm điểm tâm đó đó. Ờ hay, hay để cười cái gì mà cứ ra vẻ bí ẩn thế hả? Rốt cuộc là đi đâu? Nói đi. Quỳnh đoán xem. Ta chẳng phải đây là đường đến nhà họ Diệp sao? Đoán đúng rồi đấy. Ta đến nhà họ Diệp làm gì chứ? Ông chuyện cũ với Diệp Thế An à? Ta không đi đâu. Chúng ta thì lấy đâu ra chuyện cũ mà tâm sự với hắn? Có chuyện tốt đấy. Chuyện tốt gì? Nữ quyến nhà buôn bãi họ Liễu. Tặng ba cặp dòng vàng, một cuộn vải gấm mũ phúc. Con gái vợ cả Liễu Ngọc Như dâng tặng một bức tranh chữ. Keo kiệt ghê. Ai lại đi tặng một bức tranh bao giờ? Đại tỷ, tỷ làm trò mất mặt gì vậy? Tặng một bức tranh dớ dẫn, chẳng đáng tiền giấy mực, làm chúng ta phải mất mặt theo tỷ. Đưa ta xem. Dân. Gia quyến nhà họ Liễu mang đến cho chúng ta giải dệt qua văn mới ra năm nay, đang để trong phòng. Mọi người đến xem thử đi. Cảm ơn lão phu nhân. Giải hôm nay ta mang đến toàn là kiểu mới năm nay, rất nhiều màu sắc. Mọi người cùng đến xem thử đi. Ta đã đặt hai cuộn rồi. Cây trầm này đẹp quá. Ngọc Như,
Người con dẻ là ai? Là người. Con từng nghe nói người xuất thân tướng môn, thuở thiếu thời từng theo cha đánh trận ở biên cương, là một tay kiếm giỏi trong quân ngũ. Con liền to gan, tự tưởng tượng ra để dẻ. Sao con lại dễ bức tranh thế này? Vì con ngưỡng mộ người. Cả một đời người nữ tử, phần lớn thời gian là ở trong nhà, không thể đi lại khắp nơi giống như nam nhân được. Nhưng người lại được đi khắp núi sông, báo đáp quốc gia. Điều này khiến con ngưỡng mộ vô cùng. Từ năm 17 tuổi, ta thành thân đến giờ, ta đã không còn động vào kiếm nữa rồi. Người ta tặng quà cho ta cũng là tặng cho nữ chủ nhân nhà họ Diệp. Mà bức tranh con tặng là tặng cho bản thân ta, tặng cho Lương Thanh Ngọc này. Cô bé ngoan. Đi đi, đi tìm Vận Nhi trò chuyện đi. Dân hạ. Rốt cuộc là để muốn làm gì vậy? Đừng gấp, chút nữa là huynh sẽ biết thôi. Nãy giờ cứ lề mề lề mà, còn bảo ta mặc thế này. Để mà không nói là ta đánh đệ đấy. Chúng ta đến đây là để dẫn huynh đi gặp vợ huynh đấy. Vợ ta? Cha mẹ huynh đã đến nhà họ Diệp để hỏi vợ cho huynh đấy, huynh không biết à? Đến cũng đến rồi, gặp cái rồi hẳn đi. Không gặp, đến rồi kìa. Có người kìa. Đi. Ngọc Như tỷ tỷ, ta phải làm sao với chuyện cưới hỏi này của ta và Cố Cửu Tư đây? Cái gì? Cố Cửu Tư? Là cái tay ăn chơi khét tiếng đó hả? Hôm qua sau khi tỷ đi, bà chủ nhà họ Cố đã đích thân đến hỏi cưới. Nhà ta nhiều đời đọc sách, ra làm quan thì cũng chỉ là quan nghèo thanh liêm. Tại sao nhà họ Cố lại để mắt tới ta chứ? Hay là muội đã bị Cố Cửu Tư để mắt trong lúc đi chơi, hội qua đăng Nguyên Tiêu hay Du Xuân nào đó rồi? Người nhà muội nói thế nào? Thì nói gì được nữa. Nhà họ Cố giàu có hiển hách, tiết độ sứ gặp họ còn phải đâm đã nói cười nữa là. Cha mẹ ta không dám từ chối họ, đành phải kéo dài, chưa dám trả lời. Ta thực sự rất sợ cha mẹ sẽ gật đầu gả ta đi vì gia đình. Ngọc Như tỷ tỷ, nếu thế thật thì ta biết phải sống thế nào được. Ta hiểu rồi. Nếu đổi lại là ta, kéo có khi còn muốn nhảy sông cho xong đời luôn ấy chứ. Hay là thế này đi, nhà muội đã không dám từ chối hắn, vậy thì muội ép hắn hủy hôn đi. Ép thế nào? Làm ngược lại hết những gì hắn thích. Ta nghe nói Cố Cửu Tư này thích học võ, sao nhãn việc học hành, ghét nhất là mấy thánh nhân kinh điển. Hôm nay muội về đọc kỹ toàn bộ Tứ Thư Hữu Kinh, đặc biệt là mấy quyển sách khuyên bảo khích đệ, muội phải nhớ kỹ vào. Hôm nào gặp hắn thì cứ mở miệng ra là khuyên bảo dạy dỗ hắn đi. Hơn nữa, hắn là người chuyên thích làm bừa, chưa nói đến chuyện hắn tục tằn vô lễ, rất ghét mấy kiểu lễ nghi phép tắc. Hẳn mấy tiểu thư khuê cát ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ thì lại bảo người ta làm bộ làm tịch. Nếu muội gặp hắn, muội phải ăn nói nũng nịu vào, làm đủ mấy lễ nghi phiền phức cho hắn xem. Hễ hắn có nửa câu lỡ lời nào thì muội khóc ngay cho ta. Nói chuyện đừng mạch lạc quá, cũng đừng bình thường quá, ăn nói thì lúng túng, làm gì cũng ngập ngừng vào. Nói chung, càng làm bộ làm tịch càng tốt. Làm thế không hay lắm nhỉ? Có gì đâu mà không hay đâu. Muội chỉ cần lén tình cờ gặp hắn,
làm hắn chán ghét vài lần là được rồi. Còn người hắn, danh tiếng đã thế rồi, dù hắn có đi rêu rao nói muội không ra gì thì người ngoài cũng sẽ cảm thấy là hắn đang gièm pha muội thôi. Tỷ nói đúng, nếu ta không khiến hắn ghét ta thì sau này sẽ là hắn khiến ta thấy ghét. Đúng thế, con người cố cửu tư đã vô lại thì chớ, lại còn hay ghen tị với chính nhân quân tử như Thế An ca ca. Nếu muội gặp hắn thì muội phải dốc sức khen học thức và nhân cách của Thế An ca ca trước mặt hắn, cái gì cũng so sánh hắn với Thế An ca ca, nói hắn không bằng được Thế An ca ca ở mọi mặt. Nếu như thế mà hắn vẫn còn muốn lấy ta thì phải làm sao? Cô mơ đấy à? Ai thèm lấy cô? Ngươi là ai? Người đâu mà đến đây? Người đâu? Người họ ở đâu mà dám xông vào sân sau thế này? Đuổi họ ra ngoài, mau lên. Đứng lại, đi thôi, đứng lại. Ta liều với các ngươi, mau lên. Ngọc Như tỷ tỷ, họ không phải người hầu đâu, họ là đám công tử ăn chơi ở đây đấy, mà người ở giữa chắc chắn là cố. Muội chưa từng gặp cố cửu tư mà. Ba người đó chính là mấy kẻ hậu lưu manh. Cửu tư, Quynh chạy nhanh lắm đấy. Cô nương này nhát gan thật, khi nói câu nào đã hét ầm lên. Nhát đâu mà nhát, rõ ràng cô ta biết rõ mà vẫn giả đò, sợ chúng ta phá hỏng thanh danh cô ta. Cô ta cố ý à? Chứ sao, rõ ràng cô ta gặp chúng ta rồi mà. Tên cái gì mà Liễu Ngọc Như, đúng là cái tên cũng tục, làm người ta chán ghét nữa chứ. Nhìn thì có vẻ khuê tú nho nhã, nhưng thật ra lòng dạ lại quanh co, thâm sâu khó lường, là một bông sen đen chính hiệu. Đúng là xui xẻo. Ban đầu huynh còn bảo ta tìm áo tròn lông cáo cho cô ta, may là ta không tìm đấy. Bảo sao một đứa con gái của nhà buôn vải mà không có tí vốn liếng gì thì nào dám dòm ngó đến Diệp Thế An. Huynh cười cái gì? Ta cười cô ta tư sắc bình thường, lòng dạ thâm sâu, đúng là đứt xứng với tên Diệp Thế An, hay làm ra vẻ kia đó. Được lắm, lại còn Thế An ca ca, ta đồng ý mối cưới hỏi này. Di Nguyên, sao bà lại đánh tỷ ấy? Còn danh nhà cô bị điên rồi đúng không? Cố công tử là người mà cô có thể đắc tội sao? Người ta có thân phận gì? Cô có thân phận gì? Cô mạng hẹn không sợ chết, nhưng bọn ta sợ bị cô liên lụy đấy. Hôm nay ta phải thay mặt mẹ cô dạy dỗ cô đến nơi đến chốn. Dừng tay. Lão phu nhân, bà nội, bà ta đánh Ngọc Như tỷ tỷ. Lão phu nhân, là thế này, mọi người đều biết nhà họ Cố là ông lớn, không ai ở thành Dương Châu này dám đắc tội. Con bé không hiểu phép tắc, làm mất mặt nhà họ Liễu chúng ta là chuyện nhỏ, nhưng sẽ mang đến rắc rối cho phủ của người. Nếu ta không dạy dỗ nó tử tế, sau này phải giải quyết chuyện này thế nào được đây? Bần bớt mấy trò mèo không ra gì của cô đi. Ngọc Như là khách của phủ ta, cô lại dám ra tay đánh khách của ta? Cô thì có phép tắc à? Ta gì mà ta? Cô có còn coi nhà họ Diệp ra gì không? Nếu nói mất mặt, ta thấy một ả vợ lẽ như cô mới làm mất mặt nhà họ Liễu đấy. Ra ngoài. Dân, lão phu nhân. Mẹ, về nhà. Bé con,
Lại đây nào. Để ta xem, con bị đánh có đau không? Không sao ạ. Bà ta chỉ là vợ lẽ mà lại dám đánh con gái vợ cả. Còn đánh mạnh đến vậy nữa chứ. Ăn nói cũng chẳng ra gì. Bình thường bà ấy cũng không đánh mắng gì ta đâu. Hôm nay e sợ quyền thế nhà họ Cố nên nhất thời sốt ruột thôi. Nhưng còn đang ở nhà người khác mà vẫn đánh tỷ trước mặt mọi người. Dù bà ta không để ý đến cảm nhận của tỷ, chẳng lẽ cha tỷ cũng không nói gì bà ta sao? Cha ta, từ lúc cha ta lấy Diền Nguyệt, dường như ta đã không còn người cha này nữa rồi. Thể chí diện gì nữa đâu. Cả thành Dương Châu này, ai mà chả biết con gái vợ cả không có thể diện nhất là ai chứ. Bé con phải sống trong một ngôi nhà như thế, quả thực là thiệt thòi quá nhiều. Lão phu nhân, có thể nhẫn nhịn để được yên ổn đã là tốt lắm rồi. Người đừng lo lắng quá. Ngọc Như, là cô đã đuổi cậu ấm nhà họ Cố đó à? Không không, bà nội, đó là ý của con, không liên quan tới Ngọc Như tỷ tỷ. Nếu bà muốn phạt thì cứ phạt con đi ạ. À. Ngọc Như không dám giấu lão phu nhân, là ý của con, xin lão phu nhân trách phạt. Ta muốn hỏi con nghĩ thế nào mà lại làm thế? Con nghĩ hôm nay là thọ thần của người, phòng khách sân sau đều rất đông khách. Nếu đồn ra ngoài, con lo sẽ tổn hại mặt mũi nhà họ Diệp với danh dự của Vận muội muội, nên đành giả vờ như không nhận ra hắn. Đầu tiên là bịt miệng họ, không để họ giới thiệu, rồi đuổi họ đi. Sau này nếu có người hỏi đến thì cứ nói là hiểu lầm. Dù có đồn ra ngoài cũng chỉ là một câu chuyện cười lúc rảnh rỗi của người ta mà thôi. Nhà họ Cố cũng khó mà truy cứu được. Nào, lão phu nhân, vật này quý giá quá, con không thể nhận được đâu ạ. Giúp bận muội muội là chuyện con nên làm mà, người không cần phải cảm ơn con. Cái này không phải quà cảm ơn con. Nào, cũng đến lúc quyết định chuyện cưới hỏi của con rồi. An Nhi sắp trở về rồi. Con về nói với cha mẹ ruột của con một tiếng. Mấy ngày nữa ta sẽ chuẩn bị sính lễ, đến nhà hỏi cưới. Cảm ơn lão phu nhân. Hay quá rồi, cuối cùng tiểu thư đã được như ý rồi. Ta cảm thấy cứ như một giấc mơ ấy. Nhưng mặt người xinh hơn rồi kìa. Nhìn là nhận ra ngay à? Nhìn là nhận ra bị người ta đánh ngay. Không thể để mẹ ta nhìn thấy được. Chúng ta đến tiệm son phấn Noãn Hương bên cạnh tiểu tân quà trước đi. Dạ. Tâm Tâm, không được, ta nuốt không trôi cục tức này. Hôm nay cô ta cho chúng ta một vố thế này, không thể bỏ qua như vậy. Vậy hay để nói xem muốn chơi lại thế nào.
Các huynh nghĩ xem, nếu cô ta lấy Diệp Thế An, Diệp Thế An áp bức chúng ta bao nhiêu năm thì cũng thôi đi. Giờ giờ hắn cũng đánh, đánh vào mặt chúng ta. Lúc này mà không đánh trả thì có còn là đàn ông không? Cũng chưa chắc. Cô ta đã được gả vào nhà họ Diệp mà. Tin ta đi, với mưu mô và thủ đoạn của cô ta, ta thấy cô ta sẽ làm được đấy. Nói chung, nếu để ta tóm được cô ta, chắc chắn ta sẽ bắt cô ta ra để trút giận. Vậy để nói xem, để muốn trút giận thế nào? Ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông. Cô ta đã làm gì chúng ta thì chúng ta sẽ trả lại y như thế. Chúng ta cũng bắt chước theo dáng vẻ đáng ghét của cô ta, làm cô ta khó chịu. Nhưng vấn đề là cái cô Liễu Ngọc Như này biết rõ cử tư ghét nhất cái gì. Chúng ta có biết Liễu Ngọc Như ghét cái gì không? Đi nghe ngóng xem. Trong thành Dương Châu này không có chuyện gì mà Dương Văn Xương này không nghe ngóng được cả. Không cần nghe ngóng, ta biết cô ta ghét nhất cái gì. Ghét gì? Ta chứ ai? Cô ta nói rồi đấy, nếu ta mà để mắt đến cô ta thì cô ta sẽ nhảy sông tự vẫn. Cao tay. Đúng, đi tìm cô ta. Bánh nướng thơm ngon đây. Bánh nướng thơm ngon nào. Ngọc Như cô nương đến rồi. Mời vào trong. Trưởng quầy à, ở đây có loại son phấn nào đậm màu tí, có thể che màu da không? Trước đây cô nương chỉ thích mấy màu nho nhã, sao hôm nay? Được rồi cô nương, mời. Làm phiền rồi. Nào, hộp này có tên là Trời Ban Lương Duyên. Lớp son dày dùng gấm tơ tằm chấm lên mặt thì sẽ che được vết sưng đỏ. Dùng thường ngày cũng là hàng thượng hạng đấy. Bao nhiêu tiền? Một quan tiền thêm 150 văn tiền nữa. Cô nương là khách quen, bỏ bớt số lẻ. Một quan được rồi. Có loại nào rẻ hơn tí không? Để ta dùng hàng ngày là được. Vậy ta cho cô nương xem mẫu khác nhé. Vất vả rồi. Ngọc Như muội muội mua son à? Chủ quầy, có khách nam ở đây, e là không thỏa đáng đâu. Công tử, chỗ ta là tiệm son phấn, ngày vào đây thì khách của ta, yên tâm, không ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô đâu. Hôm nay ta mua hết son phấn trong tiệm này. Chuyện này